Xin kính chào quý vị và các bạn. Năm 2017 là một năm nhiều thử thách, nhưng cũng là năm đánh dấu bước chuyển khá căn bản của ngành công thương trong quá trình đổi mới và tái cơ cấu của ngành. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội, Chính phủ giao cho năm 2018, Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung đi thẳng vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, là hạn chế trong phát triển của ngành, đồng thời phát huy những thuận lợi, những kết quả tích cực đã đạt được trong năm qua để tạo bước phát triển mới. Năm 2018, ngành công thương bước vào những thời cơ mới, vận hội mới, tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn thể cán bộ, công nhân viên, chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị ngành công thương sẽ tích cực sáng tạo hơn trong công việc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chương trình truyền hình công thương hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng gửi tới quý vị và các bạn nội dung Bộ Công Thương tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Năm 2017, ngành công thương đã đạt nhiều thành tựu nổi bật như sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng trưởng mạnh với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 9,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% của năm 2016. Năm 2017 cũng là một năm đặc biệt thành công trong xuất khẩu khi lần đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ, đạt 213,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với năm 2016. Vượt xa chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao, có tới 29 mặt hàng xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Thương mại nội địa tiếp tục giữ vững được đà tăng trưởng ở mức hai con số. Đây là năm đầu tiên mà cả 13 cái chỉ tiêu vĩ mô của đất nước đều đạt được là một cách rất là trọn vẹn. Và trong đó thì có những cái chỉ tiêu mà có thể nói vô cùng quan trọng và có ý nghĩa, như là cái tăng trưởng của GDP của chúng ta đã đạt được tới 6,81% so với cái mục tiêu là 6,7%. Bên cạnh đó thì hàng loạt những cái chỉ số khác cũng rất có ý nghĩa trong lĩnh vực công thương, như là cái tăng trưởng của xuất khẩu đạt tới 21,3% và đưa cái tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta lần đầu tiên vượt lên đến tới 214 tỷ đô la Mỹ, với lại trên cả có tới 29 cái thị trường của chúng ta là đạt được kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la. Thế thì cái mục tiêu kép của chúng ta trong cái xuất khẩu cũng rất là ấn tượng, khi mà là năm thứ hai liên tiếp chúng ta có xuất siêu với con số xuất siêu lên tới 2,76 tỷ đô la Mỹ. Và đặc biệt là chúng ta đã chứng kiến cái sự trỗi dậy, sự vươn mình của các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và của cái nhóm ngành hàng nông sản và thủy sản của chúng ta đều có cái mức tăng trưởng rất tốt. Tăng trưởng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước mà trong cái xuất khẩu đạt tới hơn 13%. Còn của trong cái lĩnh vực về nông nghiệp, nông sản và thủy sản của chúng ta thì cũng đạt ở mức hai con số. Và điều đó đã cho thấy là đã có một cái cải thiện rất đáng kể về cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm của chúng ta, cũng như khả năng tiếp cận thị trường. Và trong đó là phải kể đến cái việc những cái nỗ lực của chúng ta trong khai thác và phát triển các thị trường, đặc biệt là các cái thị trường của các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta mới có và đã ký kết thì đã phát huy được hiệu quả. Thế đồng thời chúng ta cũng nhìn nhận thấy là trong lĩnh vực về công nghiệp thì cái sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo với cái tốc độ tăng trưởng đạt tới 14,5% đã góp phần giúp cho công nghiệp của chúng ta đạt được tới 9,7% trong năm 2017, vượt xa cái con số của cùng kỳ năm trước là 7,4%. Và đó chính là những cái nhân tố rất cơ bản để đóng góp cho cái GDP của cả nước tăng trưởng ở 6,81%. Bộ Công Thương đã cải cách tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị trực thuộc bộ. Bộ cũng đã thực hiện lộ trình cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, chiếm 55,3% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. Cắt giảm và đơn giản hóa 183 trong tổng số 508 thủ tục hành chính của Bộ. Có thể nói là cái năm 2017 là một cái năm mà chứng kiến có rất nhiều những cái bối cảnh thế giới và bối cảnh trong nước, nó đều có rất nhiều những cái nhân tố mới và nó đang tác động đến trực tiếp các cái chính sách cũng như là các cái điều hành của Chính phủ. Thế thì để đối phó và ứng phó với lại những cái biến động và những cái bối cảnh mới đó thì Chính phủ đã thể hiện một cái tinh thần mà rất là quyết liệt trong các cái công tác, cả về
cải cách, trong đó bao gồm cả cải cách hành chính, cải cách để tiếp tục hoàn thiện thể chế bộ máy, rồi thì cũng như là cải cách để thực hiện tiếp tục là cái môi trường đầu tư kinh doanh theo cái hướng thông thoáng và thuận lợi hơn và hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp. Thế thì ngoài ra thì chính phủ cũng thể hiện cái tinh thần rất là quyết liệt trong cái việc tiếp tục thực hiện các cái tái cơ cấu, các cái đổi mới cái mô hình tăng trưởng, và đặc biệt là trong các cái nỗ lực để xây dựng một cái chính phủ kiến tạo. Thế thì Bộ Công Thương cũng nằm chung trong cái một cái định hướng chung đó của chính phủ, và có thể nói là năm 2017 cũng là năm mà đã chứng kiến cái sự chuyển mình rất mạnh của ngành công thương trong tất cả những cái nội dung như tôi vừa nêu ở trên. Và có thể nói khẳng định là vào cái khi kết thúc năm 2017 này thì Bộ Công Thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong những cái chương trình hành động đó. Và tất nhiên vẫn còn tồn tại rất là nhiều những vấn đề đã được giải quyết một phần hoặc vẫn còn chưa được giải quyết. Thế thì có thể nói là nếu mà nói hài lòng thì điều mà chúng tôi hài lòng lớn nhất đó là cái sự khởi sự cho một cái chương trình cải cách mà có thể nói là tương đối là đồng bộ và toàn diện ở ngành công thương đó, và do Bộ Công Thương triển khai thực hiện. Thế nhưng mà nếu mà nói là cái điều gì mà còn chăn trở thì cũng chính là cái nội dung và cái chương trình cải cách này nó vẫn còn tiếp tục cho thấy còn rất nhiều việc phải làm và chưa đạt được những cái yêu cầu, cái mục tiêu đặt ra. Và vì vậy thì 2018 và những năm tới chắc chắn chúng ta vẫn phải tiếp tục là theo cái định hướng này với những cái nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa và quyết liệt hơn nữa. Đánh giá cao những kết quả của ngành công thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều thông điệp gửi tới cán bộ công nhân viên ngành công thương. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu năm 2018 cũng như các năm tới, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thương mại nội địa phải có chiều sâu hơn nữa trong phát triển, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp. Ngành công thương phải ưu tiên thu hút đầu tư dự án công nghệ cao, sản phẩm cạnh tranh, thân thiện môi trường, thúc đẩy sản xuất theo hướng xuất khẩu và đồng thời giữ vững thị trường trong nước, đặc biệt là các kênh phân phối hàng hóa. Thủ tướng yêu cầu ngành đổi mới tư duy, xác định tầm nhìn dài hạn, phải bám vào tăng năng suất, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cụ thể hóa về thể chế và chính sách. Tôi thay mặt chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, khen ngợi toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động ngành công thương. Các ông chí đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, các trọng trách được giao và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước năm 2017 để có một năm thắng lợi toàn diện, xuất sắc. Cái vai trò tư lệnh lĩnh vực xuyên suốt các thành phần kinh tế là vấn đề rất lớn của ngành công thương và tiếp tục được phát triển tốt hơn nữa trong thời gian đến. Cho nên cái định hướng chủ đạo 2018 năm tiếp theo là rất quan trọng, mà các ông chí phải biến cái ý tưởng thành hiện thực trong hành động, rất quan trọng các ông chí. Chính vì vậy tôi đề nghị toàn ngành công thương phát huy kết quả đạt được 2017, chỉ đạo điều hành cao hơn chỉ tiêu được giao ngay từ quý 1 của năm nay. Thủ tướng đề nghị toàn ngành công thương cần tiếp tục đẩy mạnh việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là khẩn trương và tích cực cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty thuộc các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia. Thủ tướng đề nghị ngành công thương cần nhìn tấm gương đi trước của các nước công nghiệp phát triển để rút ra những bài học chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký Nghị định số 08 ngày 15 tháng 1, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 1.216 điều kiện, tương đương 55% do Bộ Công Thương quản lý. Đây là con số rất lớn, chứng minh cho sự quyết tâm, nỗ lực của Bộ Công Thương nhằm đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng theo thông lệ quốc tế. Lần đầu tiên Việt Nam ta đạt 225 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu, hết sức đáng mừng. Chúng ta đã có gần 3 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ. Trong đó có 2 mặt hàng đạt kim ngạch trên 2 tỷ đô la Mỹ. Đây chính là những điểm sáng nhất của ngành công thương năm 2017. Là ngành công thương đã biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, và đồng thời cũng là bộ tiên phong
đi đầu trong việc cắt bỏ các thủ tục hành chính, cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, góp phần quan trọng tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Các giảm tốc 675 điều kiện kinh doanh thì không chỉ biết lớn như thế nào. Và chúng ta phải vượt lên chính mình để giải phóng sức sản xuất. Tôi cho rằng Bộ Công Thương đi đầu này tốt. Đó cũng là sự đi đầu của tất cả các bộ ở Việt Nam để mà chúng ta giải phóng sức sản xuất, đảm bảo môi trường tự do kinh doanh theo thông lệ quốc tế. Đây là cố gắng rất lớn của bộ này, Bộ Công Thương này. Năm 2018, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả, thiết thực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu trong ngành công thương theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với triển khai mạnh mẽ và thực chất của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, cân đối lại tổng thể cơ cấu các nguồn năng lượng của đất nước trong dài hạn và theo hướng bền vững, tập trung hoàn thành việc xử lý căn bản các tồn tại, yếu kém của các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương, bảo đảm đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém ở các dự án này theo đúng lộ trình và phương án xử lý đã được phê duyệt. Tập trung xử lý một cách căn bản hơn các vấn đề về xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường ngoài nước. Thực hiện đổi mới một cách căn bản công tác theo dõi, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tổ chức lại lực lượng quản lý thị trường theo mô hình mới gắn với thay đổi phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn cả nước. Tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thương mại trong giai đoạn đến năm 2025. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành công thương. 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp, tôi đồng tình với những cái điều Bộ Công Thương đã nêu ra. Cho nên mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tập đoàn tổng công ty, mỗi đơn vị tư nhân, các nhà nghiên cứu công nghiệp thương mại, mỗi hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân cùng hành động, cùng quyết tâm để biến những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước thông qua ngành công thương. Đây là một cái tinh thần, một cách làm rất cần được tiếp tục phát huy hơn nữa trong chỉ đạo điều hành năm 2018 và các năm tiếp theo. Năm 2018 là năm có ý nghĩa bước ngoặt quan trọng trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Vì vậy, tất cả những nội dung nhiệm vụ trọng tâm trên đã được Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng thành những chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018.